Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của em ngày hôm nay. Và lần đầu tiên trong video này, cho phép em shop xe đạp Quang Minh xin được gửi lời chào, lời kính chúc khỏe đến toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích xe đạp thể thao trên mọi miền của Tổ quốc. Thì ngày hôm nay shop em giới thiệu tới các bác về cái mẫu xe đạp Line với mã của chiếc xe đạp này là HBR88 Max mà shop em đang kinh doanh. Thì trước khi đi vào phần chính của video, em sẽ nói qua về cách thức mua bán hay là giao dịch của shop. Shop em thì ở Bắc Giang, các bác nào mà ở gần, các bác đến trực tiếp bên shop xem xe cũng là mua xe luôn. Còn bác nào mà ở xa thì các bác yên tâm nhé, nhà em ship hàng tận nhà các bác. Nhà em luôn ship code COD, nhận hàng thì các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng mẫu mã như trên video quay ở đây thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra các bác không phải chịu bất cứ một cái khoản chi phí vận chuyển nào cả. Thì shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua. Thì các bác mà có nhu cầu tham khảo, các bác hãy gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em để ở phần tiêu đề, cũng như kết bạn Zalo qua số điện thoại đó thì có em là chủ shop, em sẽ trực tiếp nghe máy tư vấn, gửi ảnh cũng như là gọi video trực tiếp và các cái mẫu xe để các bác có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe phù hợp với vóc dáng của mình cũng như là cái nhu cầu của mình. Đi vào chi tiết của video, như các bác thấy ở trên màn hình đây, em quay đây là tổng quan về chiếc xe đạp thể thao Line, mã của nó là HBR88 Max. Thì các bác, em sẽ quay từ cái phần bên trên tay lái xuống này. Phần tay lái này được thiết kế bằng thép, có độ bền rất là cao này. Hai bên tay cầm này được làm bằng cao su lon, được làm nhám để giúp các bác cầm lắm này, nó êm tay. Cũng như các bác mà đạp xe vào cái thời tiết mà mùa hè nó nắng nóng, nó ra mồ hôi tay, thì cái phần nhám này nó sẽ giúp các bác là cầm nó không bị trơn trượt. Và phần phanh và phần củ đề được thiết kế là phanh bằng đây, tay phanh bằng, cầm rất là thoải mái. Và cái củ đề thì của hãng Shimano, một cái thương hiệu của Nhật Bản về chuyên về củ đề cũng về phanh rất là nổi tiếng. Đây là phần phản quang phía trước này, phần phản quang phía trước. Tiếp đến là cái phần khung xe. Phần khung xe này thì được thiết kế là cái phần hợp kim nhôm nên nó có trọng lượng khá là nhẹ và độ bền rất là cao. Ở đây là các cái mối hàn, các bác có thể thấy ở trên màn hình, em sẽ quay chi tiết cho các bác xem các cái mối hàn này. Các bác có thể thấy không ạ? Các mối hàn rất là đều nhau. Đây, cả trên này nữa. Nó rất là đều nhau luôn. Thì qua đây các bác cũng có thể đánh giá được là ở công ty xe đạp Line này cũng là với tay nghề của người thợ như thế nào là làm ra chiếc xe nó có độ chắc chắn. Nhìn nó, những mối hàn nó rất là tỉ mỉ và nó đều nhau 10 mối như 10 luôn này các bác này. Đó. Và ở phần khung này thì được sơn một cái lớp sơn tĩnh điện, được in một cái dòng chữ nổi của thương hiệu xe. Đây là phần, đây là mác này, là thương hiệu. Đây là logo, xin lỗi các bác, đây là logo Line, đôi cánh của Đại Bàng. Ở đây là cái phần chữ in nổi, là cái phần chữ của thương hiệu của xe này, mã của xe này, HBR88 Max này, rất là chắc chắn. Phần đùi đĩa thì sử dụng là cũng là bằng thép đúc nguyên khối này, Parowit. Đây là cái phần đùi đĩa. Được ở cái phần bàn đạp thì thiết kế là hai cái chất liệu để làm nên cái phần bàn đạp. Ở đây là cái phần thép đúc cũng như là cái phần nhựa cao cấp này. Ở phía hai bên đây thiết kế là hai cái phần phản quang. Quay trở lại với phần bánh trước. Phần bánh trước thì ở chiếc xe này là được thiết kế là có thuộc giảm sóc, để giúp các bác khi mà đi vào những địa hình nó gồ ghề, các bác mở cái khóa thuộc ra, sử dụng cái phần khóa thuộc nó rất là êm, nó không bị giảm sóc cho các bác ấy. Đây là đóng mở này và đây điều chỉnh được các chế độ cứng cũng như là mềm của thuộc. Ở đây là được thiết kế theo xe, ở đây là cái phần chắn bùn để khi các bác đi trời mưa nhé. Chiếc xe này nhà em đã vừa qua, nhà em cũng đang đi tập thể thao đấy, đi tập thể dục thể thao thì vừa rồi là vài ngày là nó có thời tiết mưa nên là đường nó cũng hơi bẩn một chút, nhưng mà em cứ quay để giới thiệu cho các bác xem, các bác tham khảo.
Ở đây có chắn bùn đi các bác yên tâm là nó không ảnh hưởng gì đến các bác nhiều lắm, như là chiếc xe khác nó sẽ không có chắn bùn. Đấy. Tiếp đến là phần phanh ở đây là phanh thắng đĩa không dầu, phanh thắng đĩa cơ không dầu. Nhưng mà nó đảm bảo cho các bác là an toàn. Phần bánh là sử dụng là bánh vành 27.5. Lốp ở đây thì cũng tương đối là nhiều cái phần phần nhám này để giúp nó có độ bám đường cũng như là cái độ ma sát rất là cao. Lan hoa và vành được làm bằng thép liền với cả trục này. Đây là phần qua bánh xe này. Đây ở phần thân xe, phần thân xe ở phần khung đây được thiết kế theo xe. Ở đây là cái giá đựng bình nước cũng như là cái bình nước, thì đây là cái đồ phụ kiện đã theo xe. Đây lên các bác mua xe là sẽ kèm theo luôn. Đây là dây phanh này, dây phanh cũng như là dây củ đà. Ở đây là cái phần đây là cái phần gác ba ga cũng theo xe luôn. Thì với cái gác ba ga này các bác với các bác mà trung niên mà các bác sử dụng chiếc xe này cũng khá là ok. Các bác chở thêm bác gái của nhà mình chẳng hạn này, hoặc là chở thêm cháu sử dụng để chở này, hoặc là các bác có thể kẹp thêm đồ. Các bác đi chợ các bác có thể kẹp thêm đồ, hoặc đơn giản là các bác đi đạp thể thao các bác dự phòng thêm một cái áo mưa vào đây cho em. Bác kèm theo đằng sau xe này, gặp thời tiết mưa các bác có thể mặc để tránh ướt. Ở đây là phần yên, phần yên này thì đây là cái bọc yên, là cái đồ phụ kiện kèm theo thôi. Còn em sẽ đây là cái phần yên này. Phần yên em mở một góc ra để quay cho các bác xem. Cái phần yên này thì được thiết kế là bằng khung thép. Phần khung thép và ở đây là được làm bên trong yên là được thiết kế là phần đạn cao su được bọc một lớp da cao cấp đấy, để giúp các bác ngồi đạp xe nó tạo tư thế thoải mái nhất mà không bị đau mông. Điều chỉnh được cao thấp ở đây. Điều chỉnh được cao thấp ở đây để các bác phù hợp với độ dài của chân, đạp xe có độ thoải mái nhất luôn. Tiếp đến là cái phần phần líp của xe ở đây là gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 líp. 8 líp và 3 đĩa. Đảm bảo cho các bác là các bác sử dụng chiếc xe này đạp thể thao với các chế độ đạp thoải mái luôn, đủ các chế độ. Đây là cái phần gạt gạt đĩa này, đây là phần gạt líp này, đầy đủ. Phần xích thì sử dụng của hãng KAM, đấy, một thương hiệu xích xe đạp rất là nổi tiếng trên thế giới. Đằng sau cũng có chắn bùn và phản quang phía sau. Chân trống đi theo xe rất là chắc chắn. Đây thì trong cái video giới thiệu về chiếc xe đạp Line, mã của nó là HBR88. Đấy, phân khúc tầm trung này thì các bác trung niên sử dụng rất là hợp lý. Thì em xin nhắc lại là shop em là shop chuyên cung cấp các cái mẫu xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua. Thì các bác nào mà có nhu cầu tham khảo, các bác hãy gọi điện trực tiếp theo số điện thoại mà em để ở góc trái của video, cũng như là kết bạn Zalo qua số điện thoại đó. Thì có em là chủ shop, em sẽ trực tiếp tư vấn cũng như là gửi hình ảnh, quay video, gọi video để quay xe trực tiếp cho các bác, giúp các bác có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe nó phù hợp với vóc dáng cũng như là nhu cầu của các bác. Video của em đến đây là kết thúc, và qua cái video này các bác nào mà có yêu thích em thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như là bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về những cái video em sẽ giới thiệu các cái mẫu xe sắp tới. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.